phần vỏ của nó rất là dày. Rất là dày. Từ chỗ này sang à, nó phải đến chỗ này. Dày phải đến khoảng 14-15 phân. Tuy nhiên là cái vỏ này nó sắp hóa thạch rồi. Đấy, nó sắp biến thành lõi rồi các bác. Đây này. Bởi vì nó già cội quá rồi. Đấy, đây này. Các bác nhìn chưa? Đấy, nó như đá luôn các bác. Hello, xin chào toàn thể các bác. Hôm trước có một bác có comment hỏi em Chiến là: em Chiến ơi, vẫn có những cái tấm gỗ khủng to như thế này à? À, anh chưa được nhìn thấy bao giờ. Thì rất là chúc mừng các bác, bởi vì em Chiến đợt này sẽ ra nhiều những video review những tấm gỗ khủng cực kỳ là thú vị. Nếu như các bác chưa từng được nhìn thấy giống như anh vừa rồi mà em Chiến vừa nhắc đến ấy, thì các bác có thể xem nhiều video của anh em nhiều hơn. Ok, trong video này em Chiến sẽ review hai tấm gỗ khủng, cực kỳ khủng, đang để ở trước mặt các bác đây. Thực sự là khi mà nhìn thấy hai tấm này ấy, là em Chiến cũng phải thốt lên là: ui, nó to thế nhở. Ồ, cái phần vỏ bên ngoài nó gồ ghề, rồi những cái đường vân của nó uốn lượn, rất đậm. À, đây này, các bác nhìn này. Đây này, những cái đường vân thớ gỗ này. Một cái cây gỗ già tuổi lâu năm. Đấy, nó có những cái đường vân đậm. Đây là những cái đường vân đậm uốn lượn xung quanh ở trên tấm sập gỗ này. Phải nói là cái tấm phản gỗ các bạn, phản gỗ khủng. Và những cái đường vân gỗ màu nhạt đây xen lẫn nhau. Nó giống như là gợi lên một cái cây gỗ mà hàng trăm, hàng nghìn tuổi rồi. Hàng trăm, hàng nghìn tuổi rồi các bạn. Cái phần vỏ của nó đây. Phần vỏ, đây này các bác này. Phần vỏ của nó rất là dày. Rất là dày. Từ chỗ này sang à, nó phải đến chỗ này. Dày phải đến khoảng 14-15 phân. Tuy nhiên là cái vỏ này nó sắp hóa thạch rồi. Đấy, nó sắp biến thành lõi rồi các bác. Đây này, bởi vì nó già cội quá rồi. Đấy, đây này, các bác nhìn chưa? Đấy, nó như đá luôn các bác. Đây là cái phần xung quanh của nó đây. Khủng khiếp chưa các bác? Ui dồi ôi, đây là cái phần vỏ các bác nha. Không hề có một cái con mọt nào, hiện tại chưa có con mọt nào. Em Chiến cứ hình dung là chắc là do cây này già quá nên là con mọt nó cắn gãy răng. Vui vậy thôi các bác. Nhưng thực tế là cây này nó rất là xù xì, nó rất khủng to. Đấy, bây giờ thử nằm thế này nhá. Thử nằm thế này xem các bác hình dung là nó to đến mức thế nào nhá. Đấy, mình mang về nhà chơi ở sân vườn thì được các bác. Đấy, các bác thấy không? Còn dư cái phần trên nằm ở đây. Đấy, rất là mát luôn các bác. Mùa hè nằm thì mát luôn. Tuyệt vời các bác. Bác nào bảo là gỗ bê tông thì xem kỹ video này các bác. Đấy, bây giờ em Chiến sẽ đo một cái tấm này để cho bác xem thử nhá. Chỗ này là rộng nhất này. Giới thiệu các bác, đây là dòng gỗ Ecop Mayer được nhập khẩu từ Nam Phi. Chỗ này đường kính rộng nhất là 2m88. Khủng khiếp nhỉ các bác nhỉ. Bây giờ đo chiều dài. Mình sẽ đo chiều dài. Đấy, Thành cầm đầu thước bên kia cho các bác xem rồi. Dài là 4m76. Dã man chưa? 4m76, rộng 2m88 nhỉ. Lúc nãy vừa 88. Dày là 30. Dày 30 các bác. Rộng là 2m88, dài là 4m76, dày là 30. Dày 30. Còn tiếp theo là tấm thứ hai đây. Đấy, tấm này sẽ đo chiều dài nào. Hai tấm này được cắt ra từ một cái khúc cây các bạn. Khủng khiếp chưa? Tí nữa rồi hết thước. Tấm này dài hơn một tí, dài 4m78, dài hơn 2 phân. Chỗ rộng nhất là mặt trên tấm này là 2m70. Tấm này dày 27. Mỏng hơn 3 phân. Ok. Bây giờ mình sẽ cho các bác xem cái phần xung quanh của nó Thành ạ. Cho các bác cùng chiêm ngưỡng. Đây này. Phần bên này hay hơn đây này. Đây này. Đấy, khủng khiếp cho các bác ơi. Đây này. Đây là cái phần phần vỏ bên ngoài. Nó cuồn cuộn giống như là cái đá trên tảng núi các bác. Đấy, đá trên tảng núi. Nó rất là cứng. Đấy, nó rất là lâu năm trên những cái vách núi rồi. Đây này. Cái chỗ này là nó giống như là cái gì nhỉ? Giống như là những cái dòng suối mà nước chảy đá mòn đấy các bác. Hình dung nó cứng đến mức như vậy.
Đấy, nó có những cái đường lồi lõm ở trên này. Đấy, kinh khủng chưa các bác? Đây này. Đấy, cho các bác xem hết cái phần xung quanh của nó đi. Đấy, Thành ạ, đây này. Mặt tấm này rất là đẹp các bác nhá. Đấy, rất là đẹp, gỗ liền nạc luôn. Liền nạc luôn. Như cái tấm to như này là quá tuyệt vời rồi các bác. Quá tuyệt vời luôn. Đây, vân của nó đây. Tiếp tục tấm này đi Thành ạ. Quá mê luôn. Đây, cho bác xem phần bên này nhá. Đấy, hai bên đây. Giống như là một cái khe núi các bác nhỉ. Hai bên là núi, bên này là khe. Dã man chưa các bác? Đây là gỗ các bác nhá, không phải đá đâu. Các bác nhớ giúp em Chiến, đây là gỗ. Đấy, gỗ Ecop Mayer được nhập khẩu từ Nam Phi. Nhập khẩu Nam Phi. Ok, đây là những cái đường vân này các bác này. Khủng khiếp chưa? Khủng khiếp chưa? À các bác thử dựa vào cái kích thước mà em Chiến vừa đọc cho các bác. Tấm này là tấm gọi là tấm thứ nhất đi. Tấm này là tấm thứ hai đi. Đấy, tấm này dài là 4m76, rộng 2m88, dày 30. Các bác tính giúp em Chiến xem bao nhiêu khối gỗ nha. Tấm này thì dài 4m78. Đấy, dài 2 phân, lúc nãy nhớ rồi. Rộng là 2m70 và dày là 27 nhờ Thanh nhờ. Dày 27. Đấy, bác nào quen tính gỗ thì thử tính xem tấm này bao nhiêu khối nha. Và comment ở dưới. Ok. Vừa rồi thì em Chiến có review hai cái tấm gỗ khủng này để cho các bác chiêm ngưỡng. Không biết là các bác đã từng được gặp, được nhìn thấy những cái tấm gỗ to như này chưa? Đấy. À, các bác có cái cảm xúc, cảm thấy cái điều gì tuyệt vời khi được nhìn thấy hai tấm gỗ này thì nhớ comment ở dưới thật nhiều. Còn bác nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký để nhận những video mới nhất của anh em sơ sập gỗ các bác nhá. Ok, rất là cảm ơn các bác. À, từ từ các bác. Đó là hai tấm này nếu như các bác muốn sử dụng ấy, muốn chơi ấy, thì em Chiến gợi ý cho các bác là chỉ phù hợp với không gian sân vườn, hay là các bác làm cái khu du lịch sinh thái, mình để ở một cái khu vực công cộng. Đấy. Để cho mọi người cùng thư giãn, ngồi trên này. Ngồi trên này. Hoặc là ở không gian sân vườn, mình ngồi nhậu ở trên này khoảng 30 người thoải mái, hai mâm thoải mái. Đấy, cảm giác nó rất là thích thú và phê các bác, phải nói là phê. Nếu như các bác muốn tìm hiểu chi tiết hơn về hai tấm gỗ khủng này thì comment chữ OK Chiến, em Chiến sẽ liên lạc và tư vấn với các bác kỹ hơn. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.